Trong mắt người ngoài, họ đang có cuộc hôn nhân êm đềm hạnh phúc. Chỉ người trong cuộc mới biết giữa họ là một khoảng cách vô hình. Tôi cũng cố gắng là tìm nhiều chuyện khác để nói đủ thứ chuyện nói. Nhưng mà anh không có quan tâm gì tới, rồi anh thờ ơ lắm. Tôi đem cảm giác là rất là cô đơn trong chính căn nhà của mình. Căng. Sống cùng mái nhà, nhưng chủ đề chung duy nhất giữa họ là con cái. Suy nghĩ của anh rất đơn giản là em thích thì mình làm, và em muốn mua cái đó thì mình mua, và em muốn đi đâu thì mình đi. Hai người này không có gì sai, mà chẳng qua là họ bị thiếu tinh tế với nhau. Và cái vấn đề ở đây là họ bị lệ thuộc vào nhau quá nhiều. Ban đầu mình đã đặt lên một cái suy nghĩ mong chờ là mình đã khổ rồi. Cũng có thể do cách nói của cô vợ làm cho anh chồng không muốn chia sẻ. Làm thế nào để phá vỡ tảng băng này? Hãy chờ đón Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Cô Đơn Trong Chính Nhà Mình, lúc 19h15 ngày 28 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.